Mẹo chọn bánh chưng an toàn ngày Tết. Những năm trở lại đây, việc luộc bánh chưng bằng pin đã tràn lan khắp Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng khiến cho người dân vô cùng lo lắng. Để không phải chọn nhầm bánh chưng có hóa chất độc hại, mời các bạn tham khảo các mẹo chọn mua bánh chưng an toàn sau đây để gia đình thưởng thức mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Cách phân biệt bánh chưng luộc pin, lớp lá bên ngoài. Các bạn không nên chọn bánh chưng có màu xanh mướt vì đó là bánh luộc bằng pin. Pin sẽ thải ra hợp chất giúp màu xanh của lá dong được xanh hơn. Bởi vậy, trước khi mua, các bạn nên quan sát kỹ màu sắc bánh. Bánh luộc bằng phương pháp truyền thống sau 8 đến 10 tiếng đun nấu, lá bánh thường ngả sang màu vàng sẫm hoặc xanh vàng. Vỏ bánh chưng. Bánh chưng được luộc bằng phương pháp truyền thống có vỏ bánh màu xanh nhạt hoặc hơi vàng, nếp đục. Với bánh luộc bằng pin, vỏ bánh màu xanh dờn, nếp trong, nhìn bắt mắt hơn. Nhân bánh chưng. Nhân bánh chưng luộc bằng pin không được dền, không dẻo, không có mùi thơm như bánh chưng luộc truyền thống do bị ép chín nhanh. Để tránh mua phải bánh chưng luộc bằng pin, bạn nên chọn mua ở những cửa hàng uy tín, có thương hiệu. Nếu có điều kiện nên tự gói bánh chưng tại nhà, vừa tạo không khí Tết cho gia đình, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chọn mua bánh ở cơ sở lâu năm, có uy tín. Cơ sở làm bánh chưng rất đa dạng, có cơ sở lớn, có hộ kinh doanh gia đình chỉ bán vào dịp Tết. Bạn nên tìm mua bánh chưng ở những cơ sở gói bánh lâu năm hoặc chỗ bạn có quen biết để đảm bảo mua được bánh chưng ngon và sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.